Xin chào mọi người cũng nói cùng với mình nhé. Người có khi khổ nhỉ. Không có cái gì nó ăn một đĩa lắm không. Người chú Phi nó gầy. Con đã nghèo là đuối còn đĩa lắm, quần áo thì chả cua. Thì ý là anh không biết kế hoạch quá, nó giống như người miền núi em biết đấy. Về mình núi còn có miền biến nhưng mà như đây chỉ còn chỉ có chưa gầy người người mình dòi mẫu buôn bu hàng đống eo chết đuối lầm lắm luôn. Eo kinh gọn gớm kinh. Chắc mà có thể là nghèo đến mức độ như gì nữa cơ. Gần bà chả có chi mặc nữa. Yeah.